Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cận cảnh đám cưới xa hoa, tráng lệ của Như Quỳnh chồng doanh nhân. Trưa nay, ngày 22 tháng 7, đám cưới của Như Quỳnh chồng doanh nhân đã được tổ chức tại một khách sạn lớn bậc nhất Sài Gòn. Sau lễ ăn hỏi đình đám, chiều nay, Như Quỳnh và chồng đại gia sẽ tổ chức lễ cưới tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Sài Gòn. Toàn bộ hoa trong lễ cưới được kết từ hoa hồng nhập khẩu, hoa lan, cẩm tú cầu trắng tạo nên không gian sang trọng, lãng mạn của đám cưới. Lối dẫn lên lễ đường được đặt khá nhiều nến trang trí với nhạc nền du dương, lãng mạn. Đám cưới của Như Quỳnh với chồng ngoại quốc diễn ra vào trưa nay với rất nhiều điều đặc biệt. Một đám cưới xương chỉ có 24 ngày chuẩn bị, một đám cưới mà khách vừa phun sảnh, một đám cưới có nhiều hoa khôi doanh nhân, một đám cưới có nhiều khẩu trang trọng nhất. Tiệc cưới của Như Quỳnh được diễn ra trong một không gian ngoài trời của một khách sạn 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian cưới của nữ ca sĩ được chị lên ý tưởng và cùng ekip nhà hàng thực hiện. Các góc của không gian cưới đều được trang trí tỉ mỉ, sang trọng. Một đám cưới tràn ngập yêu thương kết nối tình thân hữu chúc mừng cho nàng ca sĩ đa năng. Trong lễ cưới sau các thủ tục lễ nghi đám cưới của Như Quỳnh chồng doanh nhân, ca sĩ Như Quỳnh đang là một trong những nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình được yêu mến. Ngoài ra, dù ở độ tuổi U60, cô vẫn được khen ngợi sở hữu nhan sắc mặn mà, trẻ trung. Như Quỳnh yêu thích diện áo dài truyền thống, cô thường mặc áo dài phong cổ điển. Với họa tiết đồng quê khi hát nhạc dân ca, trữ tình, Như Quỳnh những năm 1990 gắn liền hình ảnh áo dài thướt tha, tóc buông xõa. Giai đoạn mới vào nghề, chị gây ấn tượng với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông năm 1991, khi còn là giáo viên thanh nhạc nhà thiếu nhi quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đê áo di ký thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mùa đầu, đoạt giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối, là thí sinh ưu y nhất đoạt thành tích này trong lịch sử cuộc thi. Tuy nhiên, để có được thành cô như hiện tại, cô phải Như Quỳnh diện áo dài chụp hình quảng bá cho album mới Người Phụ Tình Tôi. Chị chuộng trang phục truyền thống, thường mặc áo dài phong cổ điển với họa tiết đồng quê khi thực hiện các dự án nhạc dân ca. Trữ tình, trên trang cá nhân, nhiều khán giả, đồng nghiệp khen chị giữ nét phúc hậu như hình ảnh ở thập niên 1990 những ngày qua. Như Quỳnh kỷ niệm 30 năm vào nghề. Năm 1991, khi còn là giáo viên thanh nhạc nhà thiếu nhi quận 1, chị đăng ký thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mùa đầu, đoạt giải, đặc biệt với số điểm tuyệt đối, là thí sinh duy nhất đoạt thành tích này trong lịch sử cuộc thi. Sau đó, chị theo gia đình sang Mỹ định cư, bắt đầu thành danh với dòng trữ tình, quê hương. Như Quỳnh trong một đêm nhạc phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 3, ba thập kỷ vào nghề, ca sĩ trung thành với hình ảnh dịu dàng, nữ tính. Chị cho biết có thời gian bị tăng cân do ăn uống thiếu kiểm soát, đặc biệt thích đồ ngọt và các món dầu mỡ. Sau này, chị lấy lại vóc dáng nhờ tập boxing, lên thực đơn khoa học. Thỉnh thoảng, chị thử nghiệm với phong cách hiện đại khi diện các mẫu đầm cổ vest, phối cùng trang sức ngọc trai, đá quý. Ca sĩ cho biết hay mặc đầm trơn, ít họa tiết để dễ kết hợp phụ kiện, giúp tôn dáng. Lối trang điểm tông cam đào giúp ca sĩ trẻ hơn tuổi thật. Ca sĩ Ngọc Sơn, đồng nghiệp thân thiết của Như Quỳnh, cho biết chị là một trong những nhan sắc anh ngưỡng mộ suốt nhiều năm vào nghề. Anh từng nói, lần đầu gặp, tôi bị chinh phục bởi giọng hát nhẹ nhàng, trong vắt cùng nét đẹp tự. Như Quỳnh cho biết vài năm gần đây, chị có động lực chăm sóc bản thân khi quen bạn trai, một giáo sư toán. Chị nói trước đây không quan tâm vẻ ngoài, chẳng hạn như chuyện dưỡng da. Bây giờ, chị chú ý giữ gìn nhan sắc để thấy tự tin, yêu đời hơn. Như Quỳnh những năm 1990 gắn liền hình ảnh áo dài thướt tha, tóc buông xõa. Giai đoạn mới vào nghề, chị gây ấn tượng với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông, nhạc Nhật, lời Việt, Anh Bằng, lập tức trở thành ngôi sao của làng nhạc hải ngoại. Album đầu, đầu tay chuyện Hoa Sim đạt doanh số bán đĩa kỷ lục, đưa tên tuổi Như Quỳnh đến gần hơn với cộng đồng người Việt. Năm 2018, chị về nước làm live show tái ngộ khán giả sau hơn 2 thập kỷ xa quê. Từ đó, chị thường xuyên ca hát ở quê nhà, nhận lời làm giám khảo các cuộc thi bolero. Mới đây, nữ ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh bất ngờ trở về Việt Nam nhân dịp em trai cổ tổ chức live show ca nhạc.
Nhan sắc của cô một lần nữa gây chú ý khi đã ở độ tuổi 45 ngay sau khi những hình ảnh về Như Quỳnh xuất trong một sự kiện được công bố trên các diễn đàn mạng. Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô thay đổi quá nhiều so với thời còn trẻ, nhìn Như Quỳnh lạ quá, trông cô ấy còn béo nữa, không nhận ra mỹ nhân của lòng tôi luôn. Cô ấy vẫn đẹp nếu không trang điểm quá đậm như thế, trông như cô đào cải lương ấy, không phù hợp và mất đi vẻ tự nhiên vốn được nhiều người yêu mến. Có thể do lỗi trang điểm đã khiến chị ấy trở nên xuống sắc, trông quá khác lạ, nhìn không nhận ra luôn. Với những nhận xét trên, ngoài những ý kiến đồng tình cũng có không ít người tỏ ra không hài lòng và cho rằng nhan sắc ai chẳng thay đổi theo thời gian. Hầu hết fan của Như Quỳnh tỏ ra không quan tâm tới những tranh cãi trên bởi cô ấy luôn là thần tượng trong lòng tôi. Cô ấy có thể trông già đi nhưng giọng hát đáng yêu vẫn là mãi mãi. Nhiều người hy vọng sớm được nghe Như Quỳnh thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô thời trẻ ngay trên sân khấu Việt Nam. Như Quỳnh là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất ở thị trường hải ngoại thập niên 1990. Cô được yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào cùng vẻ xinh đẹp, dịu dàng, cuốn hút mọi ánh nhìn. Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp ca hát khi tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình 1991. Năm đó, cô đoạt giải đặc biệt với số điểm cao tuyệt đối mà chưa có thí sinh nào ở tất cả mùa giải về sau có thể phá được. Tháng 4 năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Sau đó, nữ ca sĩ bắt đầu hoạt động ở thị trường hải ngoại với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông. Như Quỳnh nhận được sự mến mộ từ khán giả hải ngoại lẫn trong nước. Trong những năm 1990, nhiều bé gái còn hay bắt chước phong cách tết tóc buộc nơ đỏ và đội mũ nồi của Như Quỳnh trong MV này. Hơn 20 năm sau, hình ảnh này của Như Quỳnh vẫn in đậm trong trí nhớ của khán giả yêu mến cô. Như Quỳnh nổi tiếng với vẻ đẹp đằm thắm đậm chất của người con gái Việt Nam truyền thống. Cô cũng hát nhiều ca khúc trữ tình làm say đắm lòng người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.